chào các bạn. Bây giờ là tối ngày 4 tháng 3 đây. Anh Phi sẽ làm cái tab cộng đồng nhé, làm chương trình đố vui tab cộng đồng. Và bây giờ thì anh Phi sẽ công bố kết quả đây. Ngày 25 tháng 2 hàng năm, đó chính là ngày gì? Chúng ta xem qua một cái clip nhỏ nhỏ nhé. Đang ở trang đồ chơi Abo đây. Và bây giờ thì anh Phi sẽ tìm cái kênh mà anh Phi dùng để up các cái clip gia đình của anh Phi, đó chính là Abo Channel. Sau khi vào Abo Channel với cái hình bạn con anh, bạn nam đang đeo mắt kính đó các bạn, đó chính là Abo Channel. Đây là cái đoạn clip mà đi Tây Ninh phần 1, anh Phi vừa mới làm xong và up hồi ngày hôm qua. Này là cuối tuần rồi nha các bạn nhé, vào thứ 7. Còn cái này thì cuối tuần trước nữa, là vào ngày cũng ngày thứ sáu thì phải, thứ sáu, xin lỗi, cái này là cuối tuần ngày thứ sáu nè, cái này là ngày thứ bảy nè. Đấy, thứ sáu thì anh Phi với chị Thư với bạn nam đi Takashimaya. Anh Phi vẫn chưa thuộc được cái tên đó các bạn. Đi Takashimaya để bạn nam đi sinh nhật của một bạn, và cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới 15 năm của anh chị luôn nha. Chúng ta xem các bạn, bây giờ 8:30 rồi, bạn nam vẫn đi chưa đi chơi xong. Anh Phi với chị Thư đã lên tới tầng 3 của Takashimaya, và ở đây là các bạn nhỏ thích nhất đây, khu vực đồ chơi của Takashimaya đây. Hôm nay anh Phi không có đem theo GoPro chứ không có đem theo máy gimbal, cho nên anh Phi sẽ không có review hôm nào. Đó các bạn, đó là những cái đoạn clip mà anh Phi ghi nhận lại khi đi Takashimaya. Rồi đây chính là kỷ niệm ngày cưới của anh chị nhé. Đó là cái câu trả lời chính xác dành cho các bạn, và cũng là một số câu trả lời của các bạn ở trên cái phần đối vui. Và anh Phi quan sát thấy khá khá cho các bạn đúng, bây giờ anh Phi sẽ bắt đầu làm cái vòng quay may mắn cho những bạn trả lời đúng nhé. Các bạn, đây xuất hiện trước mắt các bạn đó chính là cái tab đố vui, tab cộng đồng, chương trình đố vui. Cái ngày 25 tháng 2, anh Phi có hỏi đố các bạn ngày hôm nay là ngày gì, ngày hôm nay là ngày 25. Anh Phi có 4 cái câu trả lời cho các bạn chọn, một câu trả lời duy nhất nhé. Và ở dưới này thì anh Phi quan sát cái hình này anh Phi chụp vào lúc cuối cái buổi bạn nam đi ăn và anh chị đi tham quan Takashimaya xong. Thì ở đây anh Phi có quan sát thấy bạn Bích Ngọc trả lời đúng nè, Trọng Tính Nguyễn trả lời đúng nè. Cái đáp án số 4 là kỷ niệm ngày cưới nhé các bạn nhé. Ở đây anh Phi cũng không muốn khoe với các bạn gì hết, chẳng qua là có một cái dịp, có một cái cớ để chúng ta cùng nhau chơi cái tab cộng đồng thôi ha. Anh Phi sẽ tìm những cái dịp khác, những cái cớ khác để chúng ta có những cái câu đố vui trên tab cộng đồng khác nhé. Bạn Kim Thành nè, rồi một số bạn nữa, rất là nhiều bạn, nhưng anh Phi rất tiếc là cũng có một số bạn trả lời sai. Thôi thì trả lời sai thì chúng ta sẽ tham gia vào cái tab cộng đồng mà đố vui tab cộng đồng ở lần sau nhé. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu làm cái chương trình vòng quay may mắn cho các bạn có câu trả lời đúng nhé. Và bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu làm cái vòng quay may mắn đây. Tại màn hình chính của cái điện thoại của anh Phi thì anh Phi thường hay dùng cái phần mềm spin này. Spin này viết của chữ spinner các bạn, có cái độ quay các bạn hay chơi trên tay á. Ở đây thì có nhiều cái để chúng ta chọn, chẳng hạn như đây có yes no nè. Rồi cái này chơi trò chơi rất là hay nha các bạn nhé. Để khi nào có dịp cái anh quay những cái clip về những cái trò chơi quay bắt thăm này. Và bây giờ thì anh chọn vô cái phần đây đi, cười 5 kiểu đi ha, thử thách đi. Anh Phi sẽ chọn vô đây. Tất nhiên là chưa có quay liền được đâu, tại vì ở đây là coca, nước uống, bột cụm, rồi đủ thứ các loại. Nhưng mà do cái phần mềm, cái app này anh xài là cái app free, cho nên nó sẽ có lâu nó sẽ có quảng cáo, các bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ vô phần cài đặt để anh Phi cài đặt lại nhé. Anh Phi sẽ thay đổi một chút xíu. Trước hết là bạn Bích Ngọc. Bích Ngọc thì anh Phi sẽ chọn vào sinh dâu nhé. Chọn vào sinh dâu thì anh Phi sẽ thay đổi thành tên Bích Ngọc. Bích Ngọc, các bạn có thể tự làm cái này để ra những cái clip vui của mình nhé các bạn nhé. Xong rồi sau đó anh Phi sẽ vào phần nước lọc. Nước lọc thì bạn có tên là Trọng Tính Nguyễn nhé. Trọng Tính Nguyễn, Trọng Tính Nguyễn cũng là một trong những bạn có cái comment rất là nhiều ở trên kênh Amon nha. Trọng Tính Nguyễn. Rồi anh Phi bị sai rồi. Rồi xong, anh Phi ok nhé. Rồi tiếp tục tới Fanta thì chúng ta sẽ chọn Tô Thị Mỹ Linh nhé. Tô Thị Mỹ Linh là bạn thứ ba anh Phi thấy. Tô Thị Mỹ Linh ha. Tô Thị Mỹ Linh. Anh nhớ không làm Tô Thị Mỹ Linh cũng đã trúng quà ở Apple 2 lần rồi đó. Còn bạn này là Kim Thành, Mỹ Úc ha. Bạn Mỹ Úc là Kim Thành. Kim Thành chiều nay anh mới gửi một cái đơn hàng cho Kim Thành rồi ha. Kim Thành có mua một con 2237 và một con 250 mấy đó. Anh Phi đem đi coi thử lên. Anh nhớ chính xác được nhé. Anh Phi lang mang rồi các bạn, anh Phi lang mang rồi ha. Rồi 2502 nha các bạn nhé. Rồi ok nha Kim Thành nhé. Rồi nước dưa leo là sẽ là của bạn nào đây, anh Phi sẽ trả lại Kim Thành xong. Hưng 2.v, bạn đặt mấy cái tên mà anh không biết đường đâu. Hưng 2.v, Hưng
hai chấm V, phải viết cho đúng chứ để mà lỡ quay trúng bạn đó là lại bị sai tên nữa ha. Hưng hai chấm V rồi Tú Trần, bạn Tú Trần, Tú Trần, ok rồi tới nước cà, nước cà sẽ là ai đây, anh tự xóa nước cà à, B N A Z T Z không biết đọc sao, B L A Z T Z ha, Flash Z không biết đọc sao. Rồi Depsy, Depsy sẽ là bạn Hoàng Thành, Hoàng Thành cũng là một trong những bạn tham gia rất là hào hứng ha, Hoàng có G Thành ha. Rồi tiếp tục nữa, tôi nắm kiểu hồi xưa khi chơi trò chơi hay có kiểu cười năm kiểu khóc ba kiểu rồi các bạn, đó là một trong những hình phạt vui chơi mặt áo ngày xưa anh Phi cũng rất là thích cái trò hoạt động viên nhé, anh Phi cũng từng nhiều năm là một giáo viên cái tiệc sinh nhật Katakuri ha. Ok rồi qua lượt là anh Phi sẽ đổi thành Túng Anh Nguyễn à các bạn, sau khi các bạn cúng quà xong á, các bạn liên lạc với anh Phi ở trên Zalo xong á, anh Phi sẽ nhắn lại cho các bạn một cái mã, rồi sau đó anh Phi sẽ nhắn cho các bạn một cái đường link, các bạn vào cái đường link đó, link tới một cái web ở một cái clip mà anh Phi up lên rồi, rồi các bạn lên trên đó các bạn nhắn lại cái mã, các bạn comment là cái mã đó, chúng anh Phi xem coi đúng cái tài khoản của các bạn xong thì từng có bị nhầm rồi ha. Rồi nước dưa hấu, nước dưa hấu nha, anh này toàn muốn nước thôi, nước dưa hấu thì tới bạn Bibana, ok, tới Coca Cola là review SS, mấy bạn đặt tên dễ thương là review SS, ok, ha. Rồi nãy mới nói khóc ba kiểu là anh này khóc năm kiểu nè, nha, rồi ha, khóc năm kiểu, Huy Long Nhâm, các bạn đặt mấy cái tên nghe vui tai quá, Huy Long Nhâm, rồi tiếp tục tới bò cũng là Minh Khang Đỗ cũng là một trong những bạn nói chung mấy bạn mà tham gia up các clip này có comment này thì bạn nào cũng xem anh Phi nhiều rồi các bạn tham gia nhiều, anh Phi cũng rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh Phi ha. Rồi tiếp tục tới hình vật vui rồi tới Bảo An Phùng, hình vật vui cho Bảo An Phùng đi nha, một hình vật vui Bảo An Phùng, ok rồi tới con nước thì anh Phi tự thêm vô nha, rồi tiếp tục tới anh Kiệt, các bạn có thể thêm vô được các bạn nhé, các bạn thích những món nước khác, đây là một trong những cái chương trình trò chơi mà anh Phi thấy các kênh hay dùng của các bạn, chẳng hạn như bạn gì đó, bạn gì biết đó nè, anh Phi thấy hấp dẫn lắm ha. Phi Nguyễn là Chí Thường nha, Phi Nguyễn này là Chí Thường, Phi Nguyên, ok ha. Rồi anh Phi lại thêm nữa, Lazada đang quảng cáo trên điện thoại anh Phi, anh Phi hay vào trang Lazada đang quản trang lý của anh Phi, cho nên Lazada nó cứ vào trang anh Phi biết là Khanh ba ba, thêm cái nữa, ok rồi anh Phi lại tiếp tục, Phi ép cho một món nữa, rồi đây là Kiệt Nguyễn, nãy là anh Kiệt, còn này là Kiệt Nguyễn, Kiệt là Chí Thường, tên các bạn là Chí Thường ta, Kiệt Nguyên, ha. Rồi ok, rồi tiếp tục, rồi tên là Cú Bé, và tên là Cú Bé là cướp các bạn, cướp là giết từ Rubik các bạn. Cooper là người chơi Rubik. Rồi bây giờ thì tiếp tục Thành Thái Nguyễn, đừng dài các bạn, điện thoại anh Huy sắp hết pin rồi nè. Thành Thái Nguyễn, ok rồi tiếp tục Hải Hoàng là bạn cuối cùng nha, Hải Hoàng là Dương Cường, rồi ok ha, Hải Hoàng, ok rồi ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là rất là nhiều món nước ha, nhưng mà chỗ này chúng ta sẽ phải ghi lại là vòng quay may mắn nha, vòng quay vui tác cộng đồng A B O 25 tháng này, ok không? Ok rồi nha. Rồi sau đó anh Phi cho anh bấm vào spin là nó sẽ trả ra. Đó, ở đây có rất là nhiều tên của các bạn thấy không? Rồi nó quảng cáo em bot 3 rồi nè, ô quá trời luôn, quảng cáo lum cho các bạn ơi. Do xài cái app miễn phí mà. Rồi ở đây thì anh Phi đã đánh tên tất cả các bạn đã có câu trả lời đúng là đáp án số 4 nha. Rồi bây giờ thì cái thể lệ của chúng ta đơn giản, anh Phi quay đúng một lần một, chẳng hạn như hai bạn thì anh Phi quay ba lần, ai được hai lần thì sẽ trúng quà. Còn bây giờ thì anh Phi quay đúng một lần một, nếu bạn nào dừng lại ha, cái app này nó dừng lại và nó chọn ai thì người đó sẽ là người nhận quà, và người nhận quà sẽ liên lạc qua Zalo với anh Phi 0907902742, cung cấp cho anh Phi số điện thoại, tên người nhận quà và địa chỉ chính xác, địa chỉ cụ thể, và các bạn nhớ xin phép ba mẹ là được phép nhận quà. Nếu ba mẹ chưa cho phép thì cho ba mẹ xem qua cái clip này thử xem coi ba mẹ có đủ niềm tin không. Nếu ba mẹ đủ niềm tin thì nhờ ba mẹ nhận giùm luôn nha, tại vì các bạn đi học các bạn khó nhận hàng lắm. Rồi bây giờ anh Phi bắt đầu spin nha. Đó, anh Phi tắt cái anh Phi tắt cái quảng cáo được rồi các bạn ơi. Bây giờ anh Phi sẽ bắt đầu spin nè. Anh Phi sẽ quay nháp một lần nha. Lần này là lần quay nháp nha các bạn nhé. Quay nháp đó, quay nháp rồi, quay nháp không tính, anh Phi quay nháp lần nữa, rồi quay nháp rồi xong rồi, hai lần quay nháp rồi, bắt đầu bây giờ anh sẽ quay thật nha, bây giờ mới là quay thật nè, 1 2 3. Xin chúc mừng bạn Review SS, anh Phi đã chọn ra được bạn trúng quà rồi. Món quà của bạn sẽ được gửi nhanh chóng tới bạn, với điều kiện bạn sẽ phải liên lạc với anh Phi
trong vòng một tuần lễ nha, từ hôm nay là 4 tháng 3 cho tới hết ngày 11 tháng 3. Nhiệm vụ của em là cung cấp cho anh Phi số điện thoại, tên người nhận hàng và địa chỉ nhận hàng. Và các bạn nhớ xin phép ba mẹ nhé, bởi vì các bạn đang trong giai đoạn đi học và có thể các bạn sẽ nhận hàng không được. Nếu các bạn không có đi, các bạn đi học mà không có ở nhà thì ba mẹ nhận giúp hoặc là ai đó nhận giúp, nhưng mà tốt nhất là ba mẹ nha, lấy số điện thoại ba mẹ sẽ hay hơn. Tới ra đó shipper họ sẽ gọi cho ba mẹ và họ giao cho ba mẹ luôn nha. Rồi tới đây thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Và anh Phi xin chúc mừng bạn Review SS nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại. Anh Phi mới vừa chụp lại màn hình đó, chụp màn hình để lưu lại. Còn bây giờ thì phần bốc thăm trúng quà của Tab Cộng Đồng, đố vui Tab Cộng Đồng ngày 25 tháng 2 tới đây là chấm dứt. Anh Phi hy vọng là trong những ngày tới anh Phi sẽ có những cái chủ đề mới để chúng ta cùng tham gia cái đố vui trên Tab Cộng Đồng nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ nhé.